hệ thống Casa Italia chính thức được đưa vào hoạt động chi nhánh thứ hai tại khu Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Đây là chuỗi cửa hàng được thiết kế theo phong cách lãng mạn tự Ý với nhiều nét văn hóa ẩm thực nổi tiếng của quốc gia này. Hệ thống này trực thuộc công ty Việt Nam East Brands, được quản lý điều hành bởi Dennis Nguyễn và Stephen Henderson. Đây là hai doanh nhân đã kết hợp hơn 60 năm trong ngành dịch vụ để mang thương hiệu Việt Nam East trở thành một trong những nhà cung cấp lớn về thực phẩm và nước giải khát chất lượng tại Việt Nam. Dự kiến Casa Italia sẽ tiếp tục có mặt tại các quận 1, 2, 3, 5, 7 ở thành phố Hồ Chí Minh và sau đó sẽ phát triển ra Hà Nội và những thành phố lớn tại Việt Nam.